Chỉ cần nắm tay nhau là hạnh phúc. Đó là một trong những cái thông điệp của cặp đôi nữ này khi mà lấy nhau. Mọi người biết rằng đối với LGBT mà việc đám cưới là một trong những cái gì đó với Việt Nam mình vẫn còn là xa lạ đúng không? Nhưng thật ra thì cô dâu chú rể ngày hôm nay rất là hạnh phúc. Anh Trang rất là thương vợ nha. Tất cả mọi thứ tốt nhất đều dành cho vợ. Và việc đương nhiên rồi, đặt của mình là phải là tốt rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh Trang rất là nhiều. Và ngày hôm nay rất là vui. Bản thân mình đi vào đây thì rất là nhiều người coi top top của Tứ luôn. Và mọi người biết nó cho anh Trang là của anh Tứ rồi đăng lên. Nói chung cảm thấy rất là vui mà mọi người ơi, mình thấy cặp đôi rất là hạnh phúc nha. Thường thì anh tâm sự là anh đã từng bị rất là nhiều lần bị lợi dụng, rất là nhiều người làm anh buồn hay tất cả mọi thứ, mà khi mà anh gặp chị anh hạnh phúc. Đó, cái dẻo xanh này nè là thường xuyên coi TikTok của mình nha. Chị nói chị đi mặc đơn giản chi ngại mà nhìn bà đeo hột xoàn từ trên xuống dưới. Trời, hộp nào hộp nấy ném mình bẻ đầu luôn á. Đây là cái phút giây cô dâu đang tập sự để mà chuẩn bị làm lễ với lại chú rể nè. Chú rể hát một bài mà thiệt nghe là rưng rưng nước mắt nha cả nhà. Thật sự là ai cũng sẽ có những cái hạnh phúc và ai cũng sẽ có những cái lúc mà rung động đúng không? Nhưng mà đối với cô dâu thì hạnh phúc nhất đó là ngày mình được bước lên đài vinh quang để đến về với một người bảo vệ mình. Dù người đó là ai, chỉ cần yêu thương, sinh ra tiếng cười bảo vệ mình là hạnh phúc đúng không? Chúc cho anh chị luôn luôn hạnh phúc nha. Và đám cưới của anh chị rất là đẹp và mở hàng cho em đầu năm nay. Thì em hy vọng là chắc chắn là sẽ rất là phát tài đây. Bởi vì anh chị rất là thoải mái, vui vẻ, tiền chi không ngán. Nói chung là chịu đầu tư một cái đám cưới rất là tới, bài bản tất cả mọi thứ. Xịn sò, làm để nhà hàng là xịn rồi, chêm là quá xịn rồi đúng không cả nhà. Đám cưới thì được trang trí theo tông màu, đó là màu hồng da và màu nâu. Rồi làm từ cổng hoa cho đến lối lên sân khấu, rồi sân khấu, khu vực chụp hình, bàn gallery. Nói chung là tất cả mọi thứ đều làm theo size rất là lớn và hoành tráng. Nói chung đây là một trong những cái tiệc mở hàng đầu năm mà mình cảm thấy rất là vui. Vui ở chỗ là cô dâu chú rể tôn trọng mình, và vui ở chỗ là em nhìn thấy được cô dâu chú rể rất là hạnh phúc. Dù cho mình có thể là như thế nào, anh chị có thể là tiếng nói chung của rất là nhiều người khao khát được hạnh phúc, nhưng đôi khi lại không dám vượt lên dư luận, không dám vượt lên xã hội để mà có thể có được những cái phút giây hạnh phúc. Nhưng mà riêng anh chị thì đã rất là dũng cảm, và đặc biệt là anh chị là người tự chủ về kinh tế mà dám làm, dám chịu, dám chơi. Và thật sự hôm nay đại hội võ lâm nha, trời ơi quá nhìn dễ thương không, trời ơi nhìn hai chồng thì cưng quá trời cưng luôn. Khúc này mọi người nói tôi nịnh không cũng được kể đi, nói chung nịnh chứ tại đây ngoan lắm, không nịnh là những người như tôi là sẽ bị xử đó. Chỗ người ta rất là dễ thương, hạnh phúc lắm cả nhà ơi. Nói chung là có những cái mà mình khi mà mọi người chứng kiến thực sự, làm việc thực sự, thì mọi người mới cảm thấy được sự hạnh phúc của cô dâu chú rể đến nhường nào. Chính bản thân của mình cũng thấy hạnh phúc, mình hạnh phúc mừng cho cô dâu chú rể, mừng cho họ, để rồi đây trên cái đoạn đường mà sắp tới sẽ có nó đi cùng với nhau và sẽ vui buồn, sẽ cùng nhau đi qua tất cả mọi thứ. Cô dâu chú rể sẽ cùng nhau nắm tay nhau, nắm chặt và cùng yêu thương và quan tâm lo lắng cho nhau. Được biết là chị đã sống ở Mỹ và là chú rể thì ở Việt Nam, và sau khi cưới thì anh chị sẽ bay về Mỹ và chị thì về trước, còn anh thì có lẽ là sẽ phải làm giấy tờ hết tất cả mọi thứ rồi trở về Mỹ. Nhưng mà chung quy lại là anh chị đang rất là hạnh phúc và mình thấy rất là vui cho anh chị. Từ những sự quan tâm nhỏ nhất cho đơn giản nhất, mình cũng cảm nhận được cái sự quan tâm và yêu thương của các anh chị, và đó là cái điều mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tứ trong những clip chia sẻ về hậu trường ngày trang trí cưới cũng như tổ chức sự kiện. Cảm ơn anh Trang và chị Tina đã ủng hộ em nha, và chúc cho anh chị trong năm hạnh phúc đẹp quá trời luôn. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã xem, và mọi người có thể chia sẻ thật nhiều để chúc phúc cho cặp đôi này nha. Một trong những cặp đôi rất là hạnh phúc, họ rất là khó khăn để mà lấy được nhau, rất là khó khăn để đến được với nhau, vượt qua hết tất cả mọi thứ dư luận và xã hội. Thì mọi người ơi, hãy cho họ một lời chúc phúc nha, một đám cưới rất đẹp. Và chắc chắn nha, dù là chi cho em rất là nhiều, nhưng mà trong này em gửi tình cảm nhiều lắm đó, em làm đẹp lắm luôn nha. Gửi đến anh Trang và chị Tina, cảm ơn mọi người rất nhiều đó thôi ạ. Hy vọng mọi người nhớ nha, em là Sam Anh Tứ, chuyên chia sẻ clip hậu trường về ngày trang trí cưới và tổ chức sự kiện. Cảm ơn mọi người ạ. Đặc biệt là mọi người biết được là cô dâu đã từng có một giai đoạn bị ung thư rất nặng khi về từ Mỹ về Việt Nam để điều trị bệnh, thì chính anh Trang đã là người đã đồng hành cùng với chị để vượt qua hết tất cả mọi thứ. Và bây giờ thì có lẽ là bệnh trạng cũng đã đỡ hơn phần nào, nhưng chắc chắn có lẽ rằng là tình yêu của họ đã vượt qua hết tất cả mọi thứ. Coi như là anh đã từng chia sẻ là anh đã đồng hành cùng chị trong quá trình bị ung thư, vượt qua hết tất cả mọi thứ, đến mà khi mà khó khăn về tài chính tất cả mọi thứ, và ngày hôm nay họ đã cùng nhau vượt qua và đến với nhau, một cuộc tình rất đẹp. Và mọi người ơi, hãy gửi một lời chúc phúc đến cô dâu chú rể nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.